Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì em đang chuẩn bị giao chiếc xe Toyota Hilux bản máy dầu một cầu số tự động 2.4 cho khách. Trong khi đợi khách đến nhận xe thì em quay giới thiệu sơ bộ về chiếc xe Hilux cho anh chị. Hilux thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn có một cầu và hai cầu, và phiên bản số tự động cũng tương tự như vậy, là số có một cầu và hai cầu. Tuy nhiên là các phiên bản được ưa chuộng nhất là hai phiên bản số tự động. Như trước mặt chúng ta đây là phiên bản tự động một cầu 2.4. Bản Hilux thì so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc thì Hilux có cái ưu điểm là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài ra thì nó là xe hút máy hút khí tự nhiên. Cái mô men xoắn của xe rất tốt, và ngoài ra thì cái chân ga của Hilux rất thoáng. Nên là anh chị có muốn trải nghiệm qua về xe có thể liên hệ giúp em qua hotline, em sẽ sắp xếp để anh chị trải nghiệm xe. Hilux thì so với cả các đối thủ của phân khúc thì không được trang bị quá nhiều công nghệ. Tuy nhiên là ở một chiếc xe bán tải cần có gì thì Hilux đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu. Em sẽ giới thiệu một chút về đầu xe. Đầu xe được trang bị là bộ đèn halogen phản xạ đa hướng. Nhớ anh chị so sánh là ánh sáng LED hay là ánh sáng halogen, thì theo cá nhân em, với phương diện của xe bán tải thì là một chiếc xe vừa để đi lại hàng ngày và vừa để chở hàng, và ngoài ra thì đi những địa hình xấu như mình đi ở các vùng núi hay là những cái điều kiện xấu như thời tiết sương mù và mưa ấy, thì cái đèn halogen này nó phát huy tối đa tác dụng so với đèn LED. Ngoài ra một phần nữa là cái chi phí thay thế và sửa chữa của đèn halogen sẽ rất rẻ so với đèn LED. La răng của phiên bản 2021 này được thiết kế lại và sơn màu xám khói. Không biết là trong video này thì anh chị có nhìn rõ không? Như là bởi vì ánh sáng ở trong phòng là ánh sáng để bên em chụp ảnh giao xe cho khách. Phiên bản 2021 thì vậy Hilux được nhà sản xuất chú trọng về cách âm khá nhiều so với các phiên bản trước, thì được tối ưu hơn nhiều về cách âm. Nên anh chị có thể trải nghiệm thực tế thì em giới thiệu sẽ rõ hơn. Thì mình sẽ đi hơn một chút về phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì được trang bị là cảm biến lùi. Đó là những cái trang bị cơ bản theo xe. Mình sẽ đi một chút vào nội thất ạ. Xe em lại đang để chìa khóa bên trong, nên là ghế thì vẫn là ghế nỉ thôi. Còn khi anh chị nào muốn đặt xe thì em sẽ tặng cho chị một ghế nỉ và cái gói phụ kiện theo xe, nó sẽ trị giá khoảng 20 triệu, có thể quy đổi sang tiền mặt. Cụ thể về cái chính sách bán hàng như thế nào, nó bên em là thay đổi theo từng thời điểm anh chị ạ. Nên là anh chị muốn tham khảo về lượng xe này, màu xe, và đặc biệt là cái lịch xe từng màu. Xe là xe nhập khẩu nên là bên em không chủ động sản xuất ở trong nước được về màu sắc. Nên là anh chị muốn kiểm tra chính xác về lịch xe của từng màu xe và từng phiên bản có thể alo cho em, và chính sách thay đổi từng thời điểm. Trong cái video sơ bộ này chắc là khách em sắp đến ấy, thì em xin phép là kết thúc video tại đây và để bàn giao chiếc xe này cho khách. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.